Ừ. Hey. Wow. Mềm không? Miếng này là tình yêu của mình nè. Bích còn thích mà. Bích biết sở thích của em luôn. Nó béo mà nó giòn. Trời đất ơi, cái tô này bự quá. Sala có ăn được mắm tôm không? Không. Mắm tôm toàn đồ thúi quá. Trời ơi, tô vậy rồi nè, tính đây là còn ít. Mấy điểm? Chưa có đầy tô mà. 100. 100 luôn, trời dã man vậy. Ba nhóm gạo này bị mua chuột rồi nè. Nga Sumo, chiếc bụng không đáy. Hôm nay mình được cầm cái tô của cô Nga Sumo. Xanh, trời sao nó bự như cái máng vậy trời. Trời đất ơi, cái tô này bự quá. Tôi nghĩ một xíu xong rồi tôi đi kiếm. Mình sẽ cô Nga Sumo ăn trong cái máng này. Sau này con thật nhưng mà con sẽ ăn hết thôi. Đỡ nay con sớm lắm nè. Hôm nay con sẽ ăn giống như cô Nga Sumo nhưng mà con sẽ ăn hết thôi. Con chào bà. Ba ơi, bạn sáng cho bà đi ăn với con không? À, cũng ăn con hiện tại rồi. À. Con này. Bà ế. Giờ con đi mua đồ ăn sáng cho cô Nga con. Con bye bye bà, con chào bà. Đây là mưa sáng về sáng nè. Giờ con ở đây con đợi cô Nga Sumo tới. Sala. Cái gì? Sala. Cái gì? Tên Sala. À, Sala. Ok. Tên hay quá. Con mấy tuổi vậy? 6. Cô kêu Nga nó là gì hay là cô? Cô Nga. Kêu cho chị Nga là gì? Cô Nga. Cô Nga. Dạ. Bà mấy tuổi rồi bà? Bà mấy tuổi rồi bà? Sao bà sao con? Bà mấy tuổi rồi bà? Bà mấy tuổi rồi hả? Dạ. Con đoán thử, con không biết bao nhiêu tuổi không? 25. Bà nó có 25. Cái em cho con 10. Bà nó có 25, cho con 10 điểm nha. Ok. 38 tuổi đó nè. Vô cho các bạn có 18 tuổi mà con đoán bà nó 25 bà già quá vậy. Bà 25 già quá. Dạ. 18 thôi. 18 thôi. Chứ không. Bà mới có 18. Rồi ăn rồi nè. Dám hỏi qua bà năm nay tuổi. Rồi thế. Bà ba con ăn đi kiếm người chưa? Để đó. Nãy đây bà mới có 25 mà. Bà mới có 18, con biết không? trời ơi, quán này đóng cửa rồi. Đúng lúc trời đang có điện tự nhiên cúp điện. Rồi xong rồi con Nga sắp đến rồi mà còn chưa mở đến nữa. Cho nên con Tina biết Thana biết quán này tên là quán gì không? Quán chờ. Quán chờ. Quán chờ, có cuốn chờ. Con biết nói chữ chờ không? Chữ chờ. Đọc chữ chờ không? Ok, con gọi là quán chờ. Quán chờ. Quán chờ, chờ quá là thành quán chửi, đúng không? Biết quán chửi không? Có nghĩa là tới chợ ăn lâu quá người ta chửi, gọi là quán chửi, đúng không? À. Cô bán bún cho cô Nga Sumo. Có chừng bể tốt lắm. Bún cho con Nga Sumo. Sala. Con Nga. Sao vừa cục vàng của tôi. Xong trời ơi, sao bữa nay bà nặng dữ ba. Không nghe miếng ơi. Sáng nay con mua gì vậy? Sáng nay nghe nói con cầm cái tô với cô Phương đi đâu đấy? Đi mua bún cho cô Nga. Bún cho cô Nga hả? Rồi con mua được chưa? Chưa luôn. Đang làm. Có không? Dạ có. Rồi con bữa nay con thích ăn cái gì? Bún. À ăn bún. Nhưng mà đây là quán bún riêu, con biết ăn bún riêu không? Dạ, yeah, vậy cô Nga với con đi ăn bún riêu nha. Dạ. Yeah. Bữa nay bà đặt cầm cái tô nhưng mà cái tô của Nga nặng không? Nặng. Con cầm nổi. Dữ vậy con cầm từ đó tới đâu? Ghê, yeah, ở ngoài kia vô đây không sao hay là đi tới đây thôi? Cô Phương có phụ cầm không? Dạ có. Dạ có luôn, trời ơi, cảm ơn cô Phương chưa? Con cảm ơn cô Phương. Rồi bữa nay con có gì vui không kiểu nghe nghe coi. Con được 30 con 10. 30 con 10 rồi. Trời ơi, 30 con 10 vậy à. Hôm nay con Nga đưa con đi ăn sáng. Dạ. Hồi nãy đi ăn sáng xong rồi sẽ đi mua sinh tố cho Sala. Dạ. Rồi xong rồi chiều nay con Nga đưa con đi bơi. Dạ. Ok không? Chốt đơn. Yeah. Yes, đi. Bây giờ thì hello cả nhà, chào cả nhà nha. Hai chị em, hai cô cháu mình nhờ. Bây giờ là 6 giờ, gần 6 rưỡi rồi. Đấy thì mình với lại bé Sala sẽ ăn sáng cùng nhau. Cả nhà ơi, ủng hộ cho Nga với Sala nha. Con có tên kênh không? Dạ có. Kênh của con là tên gì? Sala Lai. Sala Lai. Bé được 10 người đăng ký rồi. Vui không? Dạ vui, con cảm ơn cô chú đi. Con cảm ơn cô chú và các bạn. Rồi bây giờ thì con nó bụng chưa? Dạ rồi. Ready chưa? Ready. Ok rồi. Yeah, go. Okay, đi vô thôi. Mình làm cái tô của mình nha. Đây là cũng là cái quán rất là thân thuộc của Nga, quán bún riêu chờ. Hồi nãy con có nghe ở đây là quán tên bún riêu chờ không? Bún chờ. Tại sao gọi là chờ? Có ai giải thích với con không? Có ai nói với con tại sao chờ không? Chờ chậm. À chờ chậm quá, chờ đợi đúng không? Ok đúng rồi, đúng rồi đó. Quán này là 6 giờ đến là gần 8 giờ mới bán. Có mình cũng biết. Ok bây giờ mình đi vào bên trong nha. Nhà của đây khang tiếng nói vô mất không nghe. À em đâu khang tiếng đâu. Em bị tắt tiếng luôn rồi. Trời ơi, cái gì mà giờ này còn chưa có cô Bích ơi. Bữa nay cô Bích bận. Hơi trễ thôi. Kể con từ từ, con cho nó đói là ăn nó ngon ngay. Dạ, con đói lắm rồi bà ơi. Dạ, cô đi. Nhà Sala đói chưa con? Dạ rồi. À, nãy con có nói chuyện với bà không? Bà kìa, con chào bà chưa? Con chào bà. Con bà có nghe không? Con nói lớn lên. Gạo con lên. Chào bà. Ok, bà chào con Tina. Nói sai tên bà bắt cười kỳ. Con tên là gì? Con tên Sala, con 6 tuổi. Con tên Sala chứ không phải Tina hả? Sala. Dạ. Cây Sala, cái hoa Sala ấy cô. Ok, cây Sala. À cây Sala con cũng chưa. Cây Sala, cây ở Ấn Độ đó. Dạ. Không phải Sala. À Sala, ok, bà sai. Con đúng. Quay trở lại với cái nồi bún riêu của cô Bích thì cô Bích đang làm đây. Miệt mài. À cô Bích làm cho con 2-3 cục bự khổng lồ đi cô Bích. Múc cho con 3 cục khổng lồ làm bự cho con luôn. Kệ em đợi được, em để cho mọi người ăn trước hết đi. Đợi chờ là hạnh phúc mà. Wow. Cốc cao. 3 cục khổng lồ luôn gì biết không? Giờ trước đó càng bự càng tốt luôn, bự bằng cái thau đó cũng được. À, bữa nào đặt chờ Bích trước Bích làm cho em bự bằng một cái thau đó luôn. Dạ nấu nồi to luôn. Mình đang có ý định là đầu tư cho cô Bích để mà cô ra ngoài mặt bằng lớn ở ngoài quốc lộ làm cái quán của mình ngày càng lớn hơn. Đấy, cho nên mình mong là cả nhà ủng hộ cho cô Bích nha. Em thôi, em người giúp cho chị luôn, em trả lương luôn. Mình giúp được cái gì mình giúp, tại vì bún riêu của cô nấu rất là ngon. Đẹp không? Đó. Ừ. Đúng rồi, phụ luôn không chịu, cứ cái gì cũng là muốn tới tay mình, tội nghiệp lắm. Nếu mà không chịu, cái tính này là cái tính mà cái gì cũng muốn tới tay mình, mà những người phụ nữ mà càng muốn như vậy càng khổ. Em cũng vậy, cái gì cũng là phải tới tay em mới chịu. Bây giờ em khổ quá. Em có giỏi đâu. Cô Sala, con biết cái này là cái gì không? Cục mọc. Cô con biết không hả? Mọc này là mọc thịt nha. Sala mấy cục này. Sala. Con không biết. Con cũng không biết à? Ý cô Nga với con thi đấu, ok không? Nếu mà con mà ăn thắng cô Nga trước á, con muốn cái gì Nga cũng ok. Chốt không? Chốt đơn không? Bắt tay hợp tác của hai người trưởng thành. Cô Nga không ăn hết. Nếu cô Nga không ăn được hết à, thì cô Nga cộng con hết cái đất Quảng Đà này luôn, ok không? Chốt đơn. Có thể nói là đây là cái quán mà kỷ lục Việt Nam luôn, là em quay nhiều lần nhất. Vì cô Bích thương cô Bích lắm. Cái mỗi lần mà về đây là cứ càng muốn đi, cô Bích không biết tại sao nữa. Cái kiểu là mình không quên được. Dạ không quên được luôn. Đi đâu ăn tự nhiên mình ăn, mình gấp đôi đũa bún riêu lên là mình nghĩ tới bún riêu của cô. Tức là mình hay là cái vị của mỗi người nó khác nhau đó anh. Nhưng mà về cái đông người chờ. Dạ bún riêu chờ. Đây Phương Lửa. Hôm nay Phương Lửa làm cái ramen cho mình. Quán mới giờ này mà đông như vậy, trời đất ơi, cái xe này lâu lắm mình thấy nè. Mình còn đi học mình được con xe này là mình ao ước luôn, nhưng mà tiếc là không được. Mình chỉ được cái xe chiếc gì chiếc mắc thôi. Đông ghê không? Cô Bích ăn ăn với tô. Cái tô này nó bự hơn cái kia phải không cô Bích? Cái tô này nó bự hơn cái này đúng không? Không, bự hơn. Cái này chắc là tầm 2 hoặc 3 cái nồi lẩu này. Dạ. Cái tô này nếu mình đợt này là 12 tô. Cho nên tí em ăn 4-5 tô nhìn nó có chút ép à. Trời con làm gì đó? Đút con Nga à? Đâu đút đi. Đút không khí. Nhâm. Rồi Sala đưa con Nga đút con lại. Hai cô cháu mình ăn không khí cho no. Ngon quá. Này đang nhặt heo quay. Chưa gì mà khách mua về quá trời. Cô Bích là để con một miếng heo quay nhiều mỡ nha, nguyên miếng luôn nha. Tí cứ tính tiền tắt tay cho con. Ừ. Đó, nguyên miếng đó, tí nó chặt vuông vứt đẹp. Cầm cắn cho nó xuống một. Mà heo hôm nay béo ngon. Béo ngon à Bích? Chặt liên tục luôn đảo gì. Wow. Thôi cho em ạ, cảm ơn. Cái sự uy tín nó nằm ở đó. Hôm nay béo. Ngoài mấy bịch nữa vậy? 3 bịch. Heo quay ngon. Ngon. Ôi dạ giòn. Huyết ở đây cũng mềm. Hôm nay mình đi sớm thì mình quay được hết tất cả công đoạn luôn. Em này béo ngon hả? Ngon quá bây giờ. Đứt từ quay luôn mà. Qua xương. Xương mỡ. Dạ xương mỡ luôn. Đúng rồi để đi. Ăn chung cái này. Ừ, ăn chung luôn ok con. Xương mỡ mấy giờ? Dạ. Nếu mà đại gia đình muốn ăn bún riêu chờ, bún riêu mà chờ nhưng mà không ai chửi nha, ai cũng vui vẻ thì vấn đề là đến Quảng Đà. Khu phố mình bao nhiêu cô Bích nhỉ? Khu phố của mình là khu phố mấy cô Bích? Đường Đông Hòa 3. Đường Đông Hòa 3. Ngay ở trước là ngân hàng Agribank là sẽ thấy. Hai mọi người đang chờ đợi vui quá. Chị tên gì? Tuyết. Tuyết, em cũng tên Tuyết luôn á. Dạ em tên Tuyết Nga, thiệt mà. Dạ. Nhà mình cũng ở đây luôn hả chị Tuyết? À Quảng Đà luôn. Bà ngoại em cũng ở Quảng Đà luôn à? À bất động sản luôn. Của cháu ba Bích nha mờ. À mờ hả? À cô Bích là mờ của chị Tuyết. Trời ơi bây giờ quá trời quá đất luôn. Bây giờ là đông quá thì Nga xin phép là Nga nhường trước cho mọi người đã, để cho mọi người ăn đã. À, Bích ơi em dặn giùm em nha, làm cho em 7-8 tô gì luôn nha. Cho nên để bún nhiều xíu cho em với. Không ăn ở đây hả? Em ăn ở đây nhưng mà em để cho mọi người trước đi, nhường cho mọi người trước đi. Dạ được. Còn củi ông để con lấy con bỏ vô cho con Bích ra. Dạ. Dạ dạ. À, bây giờ Nga xin phép là Nga để cho cô chú anh chị em ăn sáng trước đi rồi mình đợi, chứ bây giờ mình ngồi cũng đông quá. Sau 7, 7, 4, 9 giờ mình đợi, bây giờ tới phiên mình được là tới lượt mình. Ủa hết luôn rồi cô Bích ơi, không nhận khách nữa nha. Trời ơi nửa tiếng không nhận khách nữa rồi. Cái thì cũng được. Có một bịch của cháu là hết rồi. 3 bịch kia thì được, còn một bịch là không thịt thì nó lấy phòng cái đấy thôi. Hết sạch luôn rồi. Cái đó thì em con nói cái gì? Sala nói gì? Con vừa nói cái gì? Không thịt để riêng nha. Con có 2 lần cốc là mấy ngàn. Nhưng mà 2 tờ 10 ngàn ở đâu ra đây? Tiền đâu đây? Bà lì xì cho con. Bà làm lì xì cho con á. Bà kìa, đây của em đây. Dạ dạ. Con cảm ơn bà chưa? Dạ rồi hả? Con cảm ơn bà rồi. À giỏi. Rồi, trụng cho em 5 tô gì đó vô luôn. Tương bỏ ra ngoài hay bỏ trong? Bỏ trong lên, đúng rồi. Hết anh ơi. Hết anh ơi. Tiếp bỏ trong luôn cho anh nóng nha. Dạ, em quay Bích chặt lát cho em để mà em bỏ cái gì hết, đừng có chặt nhỏ nha. Từng lát cái gì cho em. Còn tiếp như vậy cho ngon nha. Dạ, em cảm ơn Bích. Tiếp vậy hay nữa. Rồi được rồi. Mấy cục mọc này em có nhờ khổng lồ á. Đang sụp xương này, ăn xương nữa. Rồi ok, Bích cho em cái gì thì cứ bỏ vô hết cho em. Đấy, mấy cục riêu khổng lồ của em nào đúng rồi. Đâu còn nắng nhiều mà. Không biết nó nằm đâu rồi. Mọc. Rồi, mọc luôn, đầy đủ hết cho em. Nó nằm đâu rồi á. Mất rồi hả? Mất rồi, rồi. Ok cũng được rồi. Thêm nhiều hành lên cho đẹp luôn. Đắt tay hồ Sala phụ hôm nay luôn. Đó đúng rồi Bích. Chặt miếng thôi em, đúng rồi. Để miếng này luôn hả? Đúng rồi, để vậy em ăn cắn cho sướng nè. Chị nè, cho em cái đi cho chị không? Hấp dẫn. Cho em nguyên một cục đó luôn. Em một cục heo quay đó luôn Bích. Mình hầu hết luôn. Chờ đợi là hạnh phúc mà. Không đi đi là về liền, giờ đi về. Cho em cái cục đó luôn. Để nguyên cục luôn, không chặt luôn, để em cắn luôn, bỏ vô giữa thành cái bông hoa luôn. He he. Lấp vô Bích. Xong việc của mình rồi. Bây giờ là làm cho Sala, đừng có trang bỏ hành cho bé nha Bích. À, chị em mình tác chiến thôi. Rồi trang luôn rồi. Nóng cho em nha. Rồi ok Bích. Rồi đẹp rồi. Rồi em cảm ơn được rồi nha. Wow, quá đẹp luôn. Sala cho Sala một tô nữa hả? Cho em bé một tô. Sala ăn cái gì nói cô đi con. Con muốn ăn cái gì con cứ gọi nha. Thấy sao? Mệt không? Quá mệt đúng không? Từ 6 giờ sáng con đến đây đúng không? Bây giờ là 8 giờ rưỡi. Mà 8 giờ cô mới bán mà 8 rưỡi hết. Bây giờ là hết rồi. Giờ cô cho mình tác chiến ha. Yes. Thi đấu nha. Bắt đầu thôi. Mời đại gia đình. Chính xác. Hết dĩa luôn rồi. Cho tô luôn đi. Cô nghe là phải ăn như vậy. Thánh rất lớn. Cô nghe không sợ đây. Không, con chanh không? Dạ không, em vậy được rồi. Đấy, cô nghe. À có giấy cho em xin miếng giấy. À, đưa cái nước này vào. Em cảm ơn chị Thúy. Của riêng mình nha. Sala có ăn được mắm tôm không? Không. Mắm tôm toàn đồ thúi quá. Sao con nít đó thật tài ghê trời ơi. Là cho thêm miếng cho đủ cay mình mới ăn mới sướng được. Thôi mời cả nhà nha, mời đại gia đình nha. Cô Nga mời con luôn. Mời chị Bích ăn sáng luôn nha. Nga ngon miệng nha. Dạ em cảm ơn Bích. Wow. Nóng hổi. Mời Sala nha. Em cảm ơn Bích. Ngon, ngon. Ăn xong rồi đi Sài Gòn nữa. Dạ, ăn xong đi Sài Gòn nữa hả? Mình sẽ xin bếp em miếng món tôm vô đây giờ cho cô. Cơm ngon, cô ngon. Con thử cái nước bún riêu ở đây coi sao là con cho ý kiến nha. Mấy điểm? Mấy điểm à? Ừ, con thử xong con cho mấy điểm. Con phải cho không được thiên vị nha. Trời ơi, tô vậy rồi là tính đây là còn ít. Mấy điểm? Chưa có đầy tô mà. 100. 100 luôn, trời dã man. Ba nhóm bảo này bị mua chuột rồi nè. Con Bích có mua chuột Sala không? À. Sala chấm điểm 100 luôn. À, ok vậy. Mình chấm có 10 thôi, bà chấm 100 luôn. Bà giám khảo này bị mua chuột rồi nè. À, mua chuột rồi, ghê quá. Chờ từ 6 giờ luôn ấy. Đói rụng đời. Dạ, đói rụng rồi. Cô Nga kêu phải 6 rưỡi. Rồi xong rồi cô Nga chỉ làm 6 giờ. Thì 6 giờ cô Nga phải kêu rồi. Rồi cho chị Phương. Cô Phương với con đến sớm đi. Cô Nga chạy về hết rồi. Con đến sớm là hết. Sala chấm 100 luôn. Chào anh, ông nói cô Bích muốn về, còn tôi về. Con tôi là muốn bắt kia hai chị hai bịch đi. Hai bịch không cần cho em hồng nhé. Con ăn rồi cục mặt bộ này đi. Không cần. Rồi. Đó là thịt nào. Rồi cô Nga xé thịt cho con nha, nhỏ nhỏ cho con ăn nha. Ngồi ngồi đi không vội đâu, cô Nga xé thịt mỡ cho con. Sao rất là thích ăn mỡ mỡ. Sao làm mất cái hàng tiền đạo rồi. Giờ cái răng của con nó muốn gãy một cái. Wow. Wow. Chấm lên nào. Wow. Hoa con luộc một nữa. Ừ. Giỏi. Em chào chị nhé. Dạ, 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 trời ơi, tội nghiệp. Cái nước đây thực sự rất là ngon. Nay thì cô nghe ăn sáng nhẹ nhàng với Sala thôi, chứ không phải là thử thách, cho nên cô nghe ăn có một tô thôi. Sala nhớ chưa? Cô nghe chỉ ăn một tô thôi nha. Có con nghe rất ăn bằng không? Nga đâu vậy? Nga hấp. Ok. Biết ai giờ sẽ ăn ai giờ ai hấp bột hơn. Rồi sao là hấp trước đi. Con nói rồi. Ừ. Giờ con nghe không? Ừ, con cứ như này đi, con nghe ăn lại nha. À, cho em chào chị. Sao hả? Ồ, chụp hình rồi, ok. Đâu không? Ok rồi con, không cá. Ừ, đúng rồi. Ngon, mẹ kéo ra, mẹ kéo ra. Ừ. Mẹ kéo đấy mẹ ơi. Nấm ơi, nấm ơi. Rồi, yêu quá không lấy nào. Lấy gì á? Rồi, con nghe cảm ơn nha. Ăn sáng không? Quên. Mẹ, con ăn đi, con ăn đi, con thử thách con ăn đi. Con tí con cắn một từ từ con ăn, ngoan nghe lời con nha. À, tí con tắm nha. Phải vượt qua thử thách của mình chứ. Đúng, dạ ok con. Yeah. Ừ. Rồi. Hello em, ăn sáng trai ơi. Quý lắm mẹ. Cho ăn hút mạnh hơn. Ừ. Cho ăn hút to hơn. Rồi hút to đi con, hút đi. Con nghe hút nước ơi. Rồi con cứ ăn đi, con ăn đi, con nghe từ từ. Con nghe còn nhiều mồi lắm nè. Nghe quá trời mồi. Con ra hút trước đi. Con ra hút trước đi. Rồi con ăn xong rồi con hút. Ở đây được cái con Nga là sướng nhất. Ôi trời là hết sạch con Nga là nó chiều. Rồi. Ghê được không? Bà hút ra tới Vũng Tàu luôn. Em hút toàn nha. Dạ em hút toàn nha. Dạ con. Con luộc ơi. Ừ, cái mắm tôm á sao lao. Biết không, cái cô đó là kỳ cựu ở đây á. 6 giờ là ngồi đây cho tới 8 giờ, ăn xong về, xong rồi sẽ mua một tô nữa mang về. Có thể ăn được 2 tô một lúc. Sala làm một miếng thôi. Hút sột sột giống con Nga thôi. Hút sao? Mới tịch rồi đó rồi. Ờ, con ăn từ từ thôi. Qua ra đòn ghê lắm mà ra hút nước hút rồi. Dễ hết lắm, cái này ngon mà. Sao là chấm lên 100 điểm đúng rồi sao là ghê. Cho hút nước lại con à. Ừ, hút đi con. Rồi con cứ ăn đi, kệ con nha. Con nghe tập trung ăn nha. Con cứ ăn được kỹ con, miễn sao con thích là được. Con cũng mặc bộ hay ấy. Con phải thử thách đi. Quét mình tan. Sao con ăn thấy ngon nè. Ngon quá. Sala kìa, cô biết hỏi con. Con ăn thấy ngon không? Lại gì hả? Dạ con. Trả lời cô Bích đàng hoàng con. Con cảm giác như thế nào? Bún riêu của Bích. Ngon. 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 Giống như người nước ngoài vậy. Dạ. Lai á. Mày đâu đó không ta? Con cứ ăn bún trước đi. Mát chưa, thấy không? Mát chưa? Con cảm ơn cô Bích đi con. Con quẹt được như vậy luôn. Con cảm ơn cô Bích. Con quẹt được như vậy cô Bích. Thì con ăn đi, con ăn đi, cô quẹt cho con. Dạ. Con ngoan chưa? Con ăn đi, cô quẹt cho con. Con là người khách đầu tiên mà cô Bích quẹt cho đấy. Con ăn ngon miệng mà. Cái da xuống kìa, da trắng nõn. Đấy, chị Phương muốn quay gì? Mình thích ăn gì là em đưa đi nè. Ăn cháo. Cháo hả? Cháo gì? Ở đây có cháo gì ngon nè? Cháo lòng. Cháo lòng hả? Đi không? Hai chị em làm ly. Đúng vậy ta. Ok. Đi ăn cháo lòng. Trời ơi, ở đâu ra đây? Hả? Một á. Cậu ngủ đi con, cậu ngủ. Trời đất ơi, mấy con ở đâu đây? Đứng đây xin vía. Ăn sáng không con nha mời, còn gì ăn không? Đứa nào ăn sáng chưa? Ghế ngồi nè, còn... lấy ghế ngồi không? Còn gì không cô Bích, còn gì cho mấy đứa ăn không? Hết rồi, hết chưa? Gái, lấy ghế ngồi không? Dạ, dạ, đi ra đây ngó cô Nga là chính á. Lấy ghế ngồi. Cô Nga đấy là quên ăn sáng luôn. Ăn sáng không? Ghế ngồi. Nước giờ cũng hết để xin luôn rồi. Thôi không có nước đâu con, ráng ăn đi. Còn đâu ăn chết. 6 giờ mình đến mà 8 giờ mới bán mà 8 rưỡi hết à. Giờ cô Bích có một thân một mình mà cho nên nó đụng cái gì là sợ hãi liền. Không rồi, chạy xuống nhà mẹ hả? Trời hèn chi bữa nay nấu chả. Sáng nay về trễ 4 rưỡi 5 giờ về tới nhà. Trời ơi. Quay heo nó lâu lắm. Nhưng mà vẫn bán hết rồi. Dạ. Nhưng mà mình bán ít không đủ cho lượng khách thấy không? Đúng rồi, ít quá. Đúng rồi, em nói rồi. Không đủ lượng khách về bao nhiêu. Để gì cảm ơn cho. Nhưng mà bán như vậy á, em nghĩ là ra đường lớn bán đi. Em nói thật em. Wow. Mềm không? Mềm không? Mà nó thơm, ai con, ủa con nói con ngon miệng mà 100 điểm mà giờ con con đang ăn hả? Đang ăn. Dễ thương ghê nó. Nga nó bắt bê cái tô không thấy mệt rồi. Dạ. Mà bắt bê cái tô. Sáng cầm đi á, rồi lấy đi á. Dạ, một cái là Con em để cái tô nhà mẹ nó mà em chạy về bắt về cái tô con thấy mệt mỏi rồi. Cái tô nặng không Sala? Cảm ơn Châu nhiều. Cái riêu nó thơm ha Nga. Ngon. Ngon nữa. Nó không có cái hơi tôm. Không có mùi của tôm nữa. Thơm. Riêu tôm. Thơm. Được cô Bích quạt cho nhớ tí là cảm ơn cô Bích nha. Nha. Đem quạt cho cháu nha. Thôi, ăn đi. Đừng có quạt cho em không cần đâu. Em cho Sala cảm ơn tại cúp điện. Nè, thấy mồ hôi em kệ không? Thôi được rồi, em không sao. Đừng chọn. Kệ nó có sao đâu. Có tóc chết không? Không em cần đâu. Để em tự nhiên luôn Bích ơi. Em dễ nuôi lắm. Cứ để cho em. Này. Miếng này là tình yêu của mình nè. Bích còn thích mà. Bích biết sở thích của em luôn. Nó béo mà nó giòn. Ngon mới luôn. Con Nga rất ăn món Việt nhất nè. Con Nga à? Ăn cái gì nhất á? Thích rồi, món ăn Việt Nam Nga đều thích. Một cái thôi. Một cái thôi hả? Thôi. Trước cái đó để con Nga hết cả đấy nha. Vô. Vô. Wow. Ôi chị. Hết rồi chị ơi. Chạy về nữa hả? Dạ. Hả chú? Không, cái tô như vậy bây giờ không ăn nó nhỏ vậy nè. Dạ không để nào. Chưa xong. Dạ. Mãi vậy nha. Ngon, ngon. Đâu mới có nửa tô, 5 tô mới được nửa tô. 5 tô là mới được nửa tô với một cái chữ đó thôi. Ngon, giòn. Ôi em bé hả? Đây đây em bé ơi, nạt nè con. Hai cô nghe cho con miếng nào. Nhỏ hoa dễ thương như nào. Rồi, cô nghe cảm ơn con nha. Còn đứa bé nào nữa không? Đây. Nghe chia nha. Đây. Đây bé, qua đây cô nghe thằng nào. Tại vì quán hết đồ ăn sáng rồi nha. Ngoan quá. Chia cho mấy bạn nè. Khổ ghê. Mời mấy đứa mà Bích hết rồi. Chú quay ngon không? Con Nga ăn đầy luôn cái tô hết mới. Không còn cho Nga ăn nữa. Con Nga ăn đầy rồi. Con Nga còn đầy cái gì? Lên lên rồi. Wow. Dạ. Không chết rồi cái tô gì nè bé. Không chết ai á. Bây giờ con đố con Nga làm được một hớp. 5 tô 4 của em. Một hớp cái đó. Không được không? Có được không? Nó giòn á, giòn hỏng á. Thêm một đĩa thịt nữa. Ngon quá bên. Riêu á hả? Một chén riêu, một chén hồng. Ngon. Một chén riêu, một chén hồng. Thịt ở trong còn rất là mềm. Ngay. Nó giòn. Có chồng không? Được chưa? Có chồng không? Đấy à. Ra khán giả hay chọc mình là chồng nào nuôi nổi. Thì Nga cũng thông báo luôn. Về đây Nga nuôi. Cơm ăn một ngày 3 bữa. Muốn ăn cái gì là Nga nấu cái đó. Thoải mái luôn. Đây sẽ là múc bèm miếng mỡ nè. Ăn mỡ ăn da. Con ăn gì? Ăn da. Ăn da rồi, con cắn cho khán giả nghe nè, con cầm đi. Sở thích y chang em luôn, ăn da, mỡ. Có gì mắc mắc hả? Cái miếng này nó giòn. Xong hôm nay ở đây quên, không có trà đá đúng không? Được không? Không sao, tí em đi ăn cháo lòng em uống trà đá luôn. Dạ, giờ chạy qua quán chị Quyên ăn cháo lòng. Chỗ nào? À, bên chỗ cây này. Nghe tôi Hòa hả? Quay cho chị này. Tôi chết rồi, đi ăn cái da này nó cái này nó hơi cứng tí. Em thích mà. Nó là cái má đầu. Nhưng mà em thích cái này. À vậy hả? À, nói nghe nào. Bữa nào mà em muốn ăn hay quay cái em gọi cho Bích trước, cái Bích làm giùm em nha. Ồ. Bích ơi, em còn muốn ăn nữa luôn á. Hôm bữa nó còn muốn ăn nữa. 5 tô nhường cho mọi người á. thêm một tô xương nữa mà cũng muốn ăn nữa. Mọi người đến sau không có, em cũng ngại nữa. Mút nghe là mút chữ là tại vì Bích nấu ít mà. Không kịp. Mùa nấu người ta ăn muộn. Qua không có gác. Không kịp. Không kịp. Không có gác. Ủa, con nói cho cô 100 điểm mà sao con ăn chậm? Con đâu ra? À con rau ra. Con rau ra. Thôi về Bích hết rồi, để Phương dẫn Nga đi ăn cháo lòng. Ok, ngồi miếng rồi. Vô. Miếng hoa quay nó rất là xinh đẹp. Đáng yêu. Đi quay vòng tay. Em mê cái lớp mỡ này. Lớp mỡ đó béo ngon không? Béo cái ngon đó là biết sao cái đệm của cái thành cô lết đó. Cô Nga cái này sâu rồi, cô Nga cái này ngon nè, cô Nga cái này sâu à. Cái ngon á, em có thiệt. Không thử em. Ngon. Quên lấy về đùa. Cái này là cái thanh của cốt lết, cái thanh của ba rọi á, cái đầu rồng á, nó là cái đầu rồng. Wow. Ông ngon tới giờ cuối cùng á. Cột này em kìa. Ăn đi con, không ăn con ăn hết. Vậy là ở trên mạng tôi thấy nó. Đang cháo lòng nữa nha. Ok. Ở đâu cũng sao. Rồi để cô nghe ăn này cho. Ăn kéo sao la. Nếu mà cứ lên YouTube là như thấy thế. Cứ lên YouTube là thấy. Rồi. Con nghe ăn hết nạc đâu con hả? Một ít rồi. Ăn vậy là ít còn đi ăn mấy chỗ nữa còn ăn cá viên nhiều nữa. Đúng rồi. 4 té em ăn được lại một lần. Ui, được rồi con. Chị là anh trẻ. Tô đó hết trơn. Nè, giỏi quá Sala ơi. Trần Tuyền vlog coi thế này, thấy con gái của Tuyền giỏi không? Ê cha. Sáng đi bê cái tô nghe của nghe nặng không con? Nó nặng như thế nào? Nặng như con lợn. Nặng như con lợn. Nặng như con lợn, cũng biết ghê à. Cũng biết nặng như con lợn. Nặng như con lợn không? Không có người không thấy được nha. Nha, ok. Con ha. Đấy, cô Bích bán vậy là xong rồi đó. Giờ ba con bác về hết rồi mới được yên tĩnh, hồi nãy nó ồn quá. Thế thôi, hello đại gia đình ơi, bây giờ là Nga cũng xin phép tạm dừng video để mà tiếp tục qua kênh của chị Phương Lửa. Giờ chị em cùng với nhau sẽ là đi ăn cháo lòng. Thì ngày hôm nay là một cái ngày khá là đặc biệt khi mà bé Sala là muốn là đích thân tự cầm cái tô của con Nga Sumo để trải nghiệm. Còn đi đường không biết nó nói gì thì phải về mình coi thử video chị Phương quay. Và đặc biệt nữa là đây cũng là video mà lần thứ 3 Nga có mặt ở quán cô Bích. Thì nếu mà cả nhà yêu thương cô Bích, đây cô Bích, chào đại gia đình của con đây. Đấy, thì cô Bích là rất là dễ thương và có sự yêu mến đó, giờ thấy không? Cô biết là mình không có cần như vậy đâu, nhưng mà cô vẫn thấy là bé Sala nóng rồi, giúp bé Sala quạt. Thật ra là khi mà cô rảnh là cô rất là hòa đồng với mọi người, nhưng mà lúc bận á, tất cả mọi việc từ công đoạn nấu nướng, bếp, củi than, làm thịt heo quay, làm mọc, làm riêu, làm rau, làm bún, đi mua bún đạp cái xe kia. Súp siêu xì bo mấy bé cho con nhau quay cái xe cái đó 60 FE luôn 1399 đó, cái xe đó gắn bó lâu đời đó. Xong cái này cái chạy lên xe đi vô rừng lụm củi tiếp đó, cho nên đó Nga chỉ là đây là một cái gì đó mình ủng hộ được, mình ủng hộ, và cũng như là đến nay mình đề xuất là nếu mà cô muốn ra mặt bằng quốc lộ thì Nga sẽ ủng hộ hết mình để cô mở cái quán lớn hơn. Thì đó là mong là coi cô Bích có suy nghĩ hay không. Thì thôi, cũng như là câu Nga Sumo nói, không phải là thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích, quan trọng mình ở đâu và ngồi cùng với ai. Xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình trong những video tiếp theo. Mấy đứa giờ chào với cô Nga. Xin chào cả nhà nha. Thì đây là tất cả là diễn viên nhí của mình. Bây giờ con Nga dắt mấy đứa đi ăn kem hết luôn, phải không? Yeah. Đứa nào đi ăn kem với con Nga là giơ tay 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Thì thôi bây giờ xin chào đại gia đình nha. Đó là sao bụng Nga. Đó nè, cái bụng nè. Thấy không? Uống nó tốn điểm. Cái con bự 5 tô đó bà. À, cái nó một xíu bụng bự vậy. Cái bụng con nó vậy. Đến cái bụng nó chết rồi. Không, bây giờ qua ăn cháo nữa nè. Dạ, giờ em đem cái lòng coi. Tính tiền em biết ơi. Đi nha mọi người. Nha. Sức khỏe nha. Thôi đi tiếp. Dạ. Mà ăn vậy đi đâu mà không yêu nè. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.